Thưa quý vị, ngày 19 tháng 6 năm 2020, Quốc hội thông qua nghị quyết số 119 cho phép thành phố Đà Nẵng thí điểm tổ chức chính quyền đô thị theo mô hình một cấp chính quyền địa phương ở cấp thành phố và hai cấp hành chính cấp quận, phường. Theo đó, chính quyền thành phố được tổ chức thành một cấp chính quyền địa phương gồm Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. Chính quyền địa phương ở các quận thuộc Đà Nẵng là Ủy ban nhân dân quận, không tổ chức Hội đồng nhân dân quận ủy ban nhân dân quận là cơ quan hành chính nhà nước ở quận thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của nghị quyết này và theo phân cấp ủy quyền của ủy ban nhân dân chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố chính quyền địa phương ở các phường là ủy ban nhân dân phường không tổ chức hội đồng nhân dân phường ủy ban nhân dân phường là cơ quan hành chính nhà nước ở phường thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của nghị quyết này và theo phân cấp ủy quyền của ủy ban nhân dân chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố ủy ban nhân dân quận việc tổ chức chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính khác của Đà Nẵng được thực hiện theo quy định của luật tổ chức chính quyền địa phương. Nghị quyết 119 cho phép Đà Nẵng thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 cho đến khi Quốc hội quyết định chấm dứt thực hiện.